Bầu trời nước Mỹ chuyển thành màu đỏ cam như ngày tận thế. Chuyện gì đang xảy ra? Mới gần đây, một đoạn video đang được loan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người lo sợ. Trong video xuất hiện hình ảnh bầu trời màu cam với gió thổi rất lớn, mặc dù theo người quay đang là ban ngày và cụ thể là tại California. Video này khiến nhiều người liên tưởng đến những thành phố trên sao hỏa hay ngày tận thế trong các bộ phim kinh dị. Tuy nhiên, đây không phải là ngày tận thế như mọi người đã nghĩ, mà là bắt nguồn từ những vụ cháy rừng dữ dội đang lan rộng trên khắp tiểu bang Cali, kéo dài nhiều tuần qua, thiêu rụi hơn 930.000 hecta diện tích đất. Nó còn lan sang tiểu bang giáp ranh là Oregon, khiến cho bầu trời ở đó hóa đỏ. Bầu trời có màu cam hoặc đỏ không chỉ đang phản ánh về thảm họa cháy rừng, mà còn đang cảnh báo về chất lượng không khí bị suy giảm nghiêm trọng. Tại một số nơi, cháy rừng khiến việc hít thở trở nên khó khăn, giống như việc chúng ta phải hút 12 điếu thuốc trong một ngày. Đây không phải là lần đầu tiên bầu trời xuất hiện màu cam. Trước đó vào tháng 1, cháy rừng tại Australia cũng đã khiến bầu trời ở đây chuyển sang màu cam đậm, làm các thành phố chìm trong bóng tối, khiến các phương tiện khi tham gia giao thông phải bật đèn dù là ban ngày. Nỗi lo lắng của người dân sống tại California về ngày tận thế đã được giải đáp. Tuy nhiên, hiện tượng này không chỉ ảnh hưởng đến thiên nhiên mà còn tác động đến con người và xã hội. Các bạn cảm nhận như thế nào về sự việc này? Hãy comment bên dưới cho mình biết với nhé! Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của quý vị khán giả. Đừng quên like, share, subscribe, bấm vào những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất ở bên đây nhé. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.